Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 8 sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, hôm qua, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và dự án CSSP trên địa bàn huyện Ba Bể. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, trong thời gian qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của nhân dân địa phương. Trong quá trình tổ chức, huyện luôn tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện chương trình. Qua rà soát, đến nay toàn huyện đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí, 3 xã đạt 13 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 đến 11 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí, riêng xã Hà Hiệu đạt 8 trên 17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đối với xã Thượng Giáo, phần đấu về đích nông thôn mới năm 2021 đến nay đạt 13 trên 19 tiêu chí, còn 6 trên 19 tiêu chí chưa đạt, bao gồm quy hoạch, trường học, thông tin và truyền thông, nhà ở, thu nhập, môi trường. Đối với tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ, huyện Ba Bể hoàn thiện xong 2 VCAP cấp huyện, gồm Gà Thả Vườn và Bí Thơm, lựa chọn 2 chuỗi VCAP cấp huyện xây dựng trong năm 2021, gồm Chuối Tây và Châu Bò Vỗ Béo. Từ năm 2018 đến 2020, ban điều phối dự án đã hỗ trợ 51 tổ hợp tác với gần 700 hộ, tổng kinh phí tài trợ trên 3,5 tỷ đồng. Qua đó đã giúp 26 hộ thoát nghèo và 4 hộ thoát cận nghèo. Năm 2021 thành lập được 14 tổ hợp tác với 37 tiểu dự án đề xuất xin tài trợ. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã biểu dương những kết quả mà huyện Ba Bể đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và việc triển khai dự án CSSP. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, trước mắt huyện cần tập trung xây dựng các thôn nông thôn mới để hoàn thành theo kế hoạch, bởi đây sẽ là tiền đề để các xã sớm hoàn thành chương trình này. Ngoài ra, huyện cũng cần chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát tiến độ các chỉ tiêu đăng ký hoàn thành trong năm nay để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện phải có kế hoạch giúp đỡ để các địa phương này duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Riêng đối với xã Thượng Giáo, các tiêu chí chưa đạt được đã có kế hoạch thực hiện cụ thể nhưng cũng phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành theo kế hoạch. Về dự án CSSP, đồng chí lưu ý huyện Ba Bể cần thực hiện tốt các dự án liên kết, đồng thời tập trung cao độ để triển khai nguồn vốn sự nghiệp của dự án này. Ban giám khảo hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 đã tiến hành chấm điểm vòng thi sơ khảo. Điểm mới của hội thi năm nay là phần thi thuyết trình của các báo cáo viên sẽ không thể hiện theo trực tiếp trên sân khấu, mà thực hiện ghi hình và gửi về ban giám khảo chấm điểm để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Cạn năm 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 10, gồm 2 vòng thi. Vòng sơ khảo có hơn 30 báo cáo viên cấp tỉnh tham gia, lựa chọn 3 báo cáo viên xuất sắc để tham dự vòng trung khảo. Cấp huyện và tương đương cũng sẽ tổ chức thi trong tháng 8 để lựa chọn mỗi huyện, thành ủy một báo cáo viên xuất sắc tham dự hội thi. Tại vòng trung khảo, các báo cáo viên sẽ thực hiện các phần thi để lựa chọn một báo cáo viên xuất sắc tham gia hội thi khu vực. Hội thi báo cáo viên nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là dịp để các báo cáo viên rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần tích cực đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Cũng trong ngày hôm qua, Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Bắc Cạn tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021. Dự hội thi có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Cạn. Tham gia hội thi có 17 đồng chí báo cáo viên đại diện cho 17 chi, đảng bộ trực thuộc, đảng bộ thành phố. Các thí sinh trải qua 2 phần thi là thuyết trình và trả lời câu hỏi do ban giám khảo đưa ra. Hội thi là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, hội thi cũng tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình. Thông qua hội thi giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 8.
Hôm qua, Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương hoàn thành khá tốt với một số chỉ tiêu như diện tích lúa xuân trồng được hơn 1.200 ha, vượt kế hoạch, diện tích lúa mùa đạt 100% kế hoạch, một số loại cây trồng vật nuôi đưa vào trong thử nghiệm cho kết quả khả quan, diện tích rừng trồng đạt hơn 100% kế hoạch. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của huyện Bạch Thông chưa đạt kế hoạch, như tỷ lệ tiêm phòng gia súc đạt thấp, tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản còn chậm. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông đã thảo luận thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng những tháng cuối năm. Đó là tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây trồng vụ mùa, chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ đông, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuẩn bị tốt các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2021-2022. Trong hai ngày mùng 10-11 tháng 8, Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Cạn tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri tại 8 xã phường. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo về kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố tháng 8 năm 2021, cử tri các xã, phường đã nêu một số ý kiến kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, tập trung vào các vấn đề như việc chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án, việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bảo vệ tài nguyên rừng, khu vực hồ chứa nước nằm cắt. Ngoài ra, cử tri còn phản ánh tình trạng tái lấn chiếm hành lang đường bộ, đường thoát hiểm, kiến nghị thành phố cần kiểm tra các xe chở vật liệu làm hư hỏng mặt đường và một số vấn đề khác. Đa số các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, chính quyền địa phương tiếp thu và giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp gửi đến cấp ngành chức năng xem xét trả lời. Năm 2021 dự báo là năm thời tiết có những diễn biến phức tạp, làm gia tăng lượng mưa lớn kèm theo đó là lũ quét và sạt lở đất. Do vậy, huyện Chợ Đồn đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai, chủ động phòng ngừa và ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đầu tháng 8 vừa qua, huyện Chợ Đồn đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Phương Viên, Đồng Thắng. Buổi diễn tập gồm các giai đoạn là thông báo tình hình thời tiết khí hậu thủy văn, thực hành sơ tán người tài sản ra ngoài vùng trọng điểm thiên tai, thực hành khắc phục hậu quả mưa lốc mưa đá, ứng cứu sập đổ công trình nhà cửa, tổ chức cứu chữa người bị nạn. Thông qua buổi diễn tập, người dân địa phương đã có thêm kiến thức để thực hiện các phương án phòng chống lụt bão. Hôm qua những cái cuộc bão lụt đây thì mình cũng đem lại kiến thức là mình cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm phòng chống bão lụt. Do địa hình phức tạp bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, sông suối nên nhiều năm qua huyện Chợ Đồn thường chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi mưa to, gió lốc, lũ quét. Từ cuối tháng 4 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 6 đợt mưa to, gió lốc khiến một người thiệt mạng, một người bị thương. Thiệt hại về vật chất là hơn 800 triệu đồng. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tại một số khu vực có nguy cơ ảnh hưởng. Đồng thời nhận định một số tình huống có thể xảy ra trên địa bàn trong mùa mưa bão năm nay như lốc mưa đá trên diện rộng, sạt lở đường giao thông, sụt lún đất tại một số điểm thuộc địa bàn thị trấn Bằng Lũng, xã Ngọc Phái, xã Đồng Lạc hoặc ngập úng ở xã Nam Cường. Trên địa bàn xã này thì bây giờ thì hiện tại cái khu vực tái định cư này còn có 6 lô đất để đảm bảo cho các vị trí trên dân, người dân trên địa bàn nếu mà nằm có khu vực có nguy cơ cao thì có thể là bố trí cho người dân về vị trí đấy được. Dự kiến là trong 2021 này sẽ di rời thêm 3 hộ nằm trong khu vực nguy cơ cao về sạt lở. Đối với các công trình thủy lợi, các xã thị trấn cũng đã tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá và có phương án sửa chữa kịp thời nếu bị ảnh hưởng do thiên tai. Với sự chủ động của chính quyền và việc nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống thiên tai sẽ góp phần giảm thiểu những thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay. Sau hơn 2 năm kể từ khi bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, đến nay tỉnh Bắc Cạn đã có 102 chi bộ công an xã được thành lập với 469 đảng viên.
Ngay sau khi có quyết định thành lập, các chi bộ công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ban hành nghị quyết, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đảng viên, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện một số giải pháp cụ thể bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh các biện pháp tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 7 tháng đầu năm 2021, Công an các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, xử lý, giải quyết gần 800 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Để đáp ứng xu thế về công nghệ 4.0 cũng như nhu cầu thị trường điện hiện nay và tương lai, Công ty Điện lực Bắc Cạn đang tiếp tục đầu tư phát triển lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ mới vào quản lý vận hành lưới điện. Từ đầu tháng 8 năm 2020, Công ty Điện lực Bắc Cạn đã áp dụng công nghệ SCADA làm thay đổi hoàn toàn phương thức vận hành lưới điện truyền thống, giúp người vận hành có thể giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu trên toàn hệ thống điện một cách kịp thời, nhanh chóng. Tất cả các đối tượng thiết bị trên sơ đồ mặt bằng được liên kết với nhau và được cập nhật trạng thái theo thời gian thực. Đến nay, Công ty Điện lực Bắc Cạn đã phối hợp với Công ty Thí nghiệm Điện miền Bắc triển khai và đưa vào vận hành có hiệu quả hai mạch vòng tự động hóa lưới điện trung áp. Việc tự động hóa mạch vòng giúp cho người vận hành có thể kịp thời định vị sự cố, cách ly sự cố và khôi phục cấp điện một cách nhanh nhất nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ngày 12 tháng 8, Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt và hội nghị tập huấn nghiệp vụ câu lạc bộ lý luận trẻ. Câu lạc bộ lý luận trẻ đoàn các cơ quan tỉnh gồm 14 thành viên, ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 3 đồng chí, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ dưới sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của ban thường vụ đoàn các cơ quan tỉnh. Tại hội nghị tập huấn, các học viên được lĩnh hội những kiến thức về các nội dung, phương pháp nghiên cứu lý luận của câu lạc bộ, kinh nghiệm duy trì, tổ chức hoạt động của câu lạc bộ, tình hình nội dung chống phá Đảng Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch hiện nay, kỹ năng viết bài đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, cách báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đối với các tin, bài, các trang mạng xã hội xấu, độc. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất từ cấp cơ sở, ngành y tế huyện Bạch Thông đã liên tục đổi mới, cải tiến lối làm việc, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Chú tại thôn xa nhất của xã Nguyên Phúc, ông Trương Văn Thập ở thôn Nam Yên mỗi khi cảm thấy người không khỏe là đến trạm y tế xã để khám bệnh và lấy thuốc. Là nạn nhân chất độc da cam, lại là thương binh nên những năm gần đây sức khỏe của ông Thập giảm sút nhiều, chủ yếu là về huyết áp, xương khớp. Trạm y tế xã là tuyến đầu để ông đến khám bệnh. Sức khỏe yếu rồi không làm được, bảy rồi. Biết ngay là sống ngày thôi. Tiên muốn đi viện, năm đi viện 2 lần. Ông đấy nhà nước quan tâm đến mức độ là thôi, mình không đòi hỏi gì thêm nữa. Hiện nay, hầu hết trạm y tế các xã đã được đầu tư cơ sở vật chất kiên cố, đầy đủ các phòng chức năng theo chuẩn quốc gia về y tế. Mỗi trạm y tế xã đều được đầu tư máy điện tim, máy siêu âm và một số loại thuốc trong danh mục theo quy định. Cơ bản, các trạm y tế xã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh đúng tuyến. Với những bệnh nhân nặng thì được điều chuyển lên tuyến huyện. Bên cạnh đó, các trạm y tế cũng được bố trí đầy đủ các vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh. Một trong những nội dung đổi mới của ngành y tế huyện Bạch Thông là nâng cao chất lượng cấp cứu, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, thay đổi nhận thức, hành vi và tác phong làm việc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế. Trong 7 tháng đầu năm, toàn huyện có gần 50.000 lượt người đã được khám chữa bệnh tại các cấp, trong đó tuyến huyện là hơn 21.000 lượt và tuyến xã là hơn 27.000 lượt người. Mọi công tác khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là cung cấp thuốc, men, vật tư, trang thiết bị để khám chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh mãn tính đều duy trì thường xuyên. Bên cạnh những cái việc đạt được thì đơn vị thấy rằng là còn có những cái khó khăn nhất định, đó là về cái nhân lực thì phân tán do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó vừa phòng chống dịch lại vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rồi thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, do đó thì có những đôi lúc thì nhân lực chưa thực sự được đảm bảo đầy đủ. Mặc dù trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, thế nhưng cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông đã xuống cấp. Hơn nữa, quy mô xây dựng của bệnh viện huyện hiện nay không còn phù hợp.
Do vậy, mong muốn được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng quy mô, nâng số giường bệnh, không chỉ của ngành y tế huyện Bạch Thông mà còn là của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những phần tin trong tỉnh. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trên kênh TBK.